À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo đầm đuôi tôm cho búp bê như vậy ha các bạn. Đang nhìn rất là xinh luôn các bạn ơi. Ha, các bạn cũng có thể áp dụng để móc cho con gái mình hoặc là móc cho bản thân mình một chiếc áo đầm như vậy ha. Đang nhìn cưng lắm các bạn. Rồi, mình đi vào nguyên liệu nha các bạn. À, nguyên liệu của mình hôm nay sẽ là sợi fingering ha các bạn, là kim móc 1.0 ha, kéo ha, và các bạn chuẩn bị cho mình một con búp bê ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn. Rồi trước tiên ha, bạn dùng thước dây hay là bạn dùng một cái cọng chỉ ha, bạn sẽ đo cái vòng mông của cái con búp bê này ha các bạn. Đây các bạn đo vòng mông ha. Bởi vì khi bận đồ cho búp bê thì nó qua được cái vòng mông này thì các bạn sẽ kéo lên được đây ha. Rồi sau khi các bạn đo cái vòng mông xong ha, rồi mình sẽ cắt cái cọng chỉ ở ngay chỗ đó và mình sẽ móc cái số bính bằng với cái cọng chỉ này ha các bạn. Với lại móc cái số bính bằng với lại cái cọng chỉ này ha. Đấy. Rồi sau khi móc bằng cái kích thước của cái sợi chỉ đó ha, các bạn sẽ kết vòng lại ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. Rồi các bạn sẽ đi cho mình một hàng mũi kép nha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết vòng giùm mình ha. Hàng tiếp theo ha, các bạn cũng lên 3 bính ha các bạn. Các bạn cũng đi một hàng mũi kép như vậy ha. Các bạn sẽ đi từ đây, các bạn sẽ đi từ cái khoảng gối này ha các bạn. Đây từ cái gối này mà các bạn sẽ đi lên tới cái ngực của con búp bê ha, qua cái ngực của con búp bê ha. Đây nha các bạn. Ha, từ gối ha, các bạn sẽ đi qua cái ngực của con búp bê và các bạn sẽ đi một khoảng như vậy, toàn là mũi kép không nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Tiếp tục mình sẽ đi mũi kép nữa ha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn móc hết hàng ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn cũng lên 3 bính ha các bạn. Rồi các bạn cũng đi một hàng mũi kép như vậy ha. Rồi các bạn đi tới khi nào mà cái kích thước của nó từ cái đầu gối cho tới hơn cái ngực của con búp bê là được nha các bạn.
Rồi các bạn cứ tiếp tục đi giùm mình ha. Rồi sau khi các bạn đã móc được cái kích thước của nó là từ gối cho tới trên ngực của con búp bê ha các bạn. Đây mình đã móc xong đây nè. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình là hai bính ha các bạn. Đây, sau đó cái chân đầu tiên này ha các bạn sẽ đi chung chân ha. Đây các bạn sẽ đi vào đây là 2 1 nè. 2 nè. Ha, hai mũi chung ha. Sau đó các bạn cách một chân các bạn đứng xuống ha. Rồi các bạn cứ lên hai bính ha. Sau đó các bạn sẽ đi hai mũi chung nha. Rồi cách một chân ha các bạn đứng xuống ha. Rồi cứ tiếp tục như vậy các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Bạn làm hai mũi chung chung chân nè. Sau đó các bạn cách một bính ha các bạn đứng xuống ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng lên hai bính nè. Rồi các bạn đi hai mũi chung. Cách một chân ha các bạn đứng xuống. Rồi tiếp tục ha các bạn cũng lên hai bính. Các bạn sẽ đi hai mũi chung ha. Rồi sau đó cắt một chân các bạn đứng xuống ha. Rồi cứ như vậy các bạn làm hết hàng giùm mình nha các bạn. Và sau khi móc xong hết hàng thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu mối giùm mình ha. Rồi sau khi móc xong cái này ha, các bạn sẽ chia ha cái váy đầm này ra thành hai phần ha các bạn. Đây, từ cái phần eo ha, eo trở lên nè, và từ cái eo trở xuống ha. Đây, các bạn sẽ luồn chỉ vào ngay chỗ cái phần eo ha các bạn. Đây, các bạn sẽ dùng một cái màu chỉ khác ha, các bạn luồn vào ngay chỗ cái phần eo của nó ha. Rồi, các bạn sẽ lên cho mình là 3 bính ha các bạn. 1, 2, 3. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Rồi các bạn sẽ đi một mũi kép vô chung cái chân này nha các bạn. Vô chung chân ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một chân ha các bạn. Đây các bạn đi vào cái chân tiếp theo ha. Đây các bạn cắt một chân ha, các bạn đi vào cái chân tiếp theo nè. Các bạn đi cho mình một mũi kép ha. Sau đó các bạn sẽ qua một bính ha. Và các bạn sẽ đi tiếp một mũi kép nữa nha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ cắt một chân ha, các bạn đi vào cái chân tiếp theo ha. Đây các bạn sẽ đi cho mình là một mũi kép. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi một mũi kép ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một chân ha, các bạn đi vào cái chân tiếp theo ha. Đây các bạn đi cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn sẽ qua một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi một mũi kép vô chung chân ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một chân ha. Đây các bạn đi vào cái chân tiếp theo. Các bạn sẽ đi cho mình một mũi kép, sau đó qua một bính ha. Tiếp tục sẽ đi một mũi kép ha. Rồi cứ như vậy các bạn móc hết vòng giùm mình ha. Cắt một chân ha, các bạn sẽ đi một mũi kép nè. Sau đó các bạn sẽ qua một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi một mũi kép chung chân luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một chân, sẽ đi một mũi kép nữa. Sau đó qua một bính ha, tiếp tục các bạn sẽ đi một mũi kép nữa. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết hàng giùm mình nha các bạn. Rồi sau khi đi xong cái hàng này các bạn sẽ kết vòng lại giùm mình ha, các bạn cắt chỉ và các bạn dấu mối ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng lại cái màu chỉ hồi nãy ha, mình sẽ nối vào nha các bạn. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn cũng nối chỉ và các bạn lên cho mình 3 bính ha các bạn. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một mũi kép vô chung chân ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi qua cái chân tiếp theo ha. Đây. Các bạn cũng đi cho mình một mũi kép ha, sau đó các bạn qua một bính ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một mũi kép vào chung chân ha. Là giống như cái hàng ở trên luôn đó các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn qua cái chân tiếp theo ha. Các bạn sẽ đi cho mình một mũi kép ha. Sau đó qua một bính ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng đi cho mình một mũi kép nữa nha. Vô chung chân luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục qua cái chân tiếp theo ha, các bạn cũng đi cho mình một mũi kép.
Sau đó các bạn qua một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một mũi kép vô chung chân ha. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết hàng giùm mình nha các bạn. Và sau khi đi xong hàng này ha, các bạn sẽ đi cho mình một mũi trượt ngay qua ngay cái giữa của cái mũi này ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình ba bính ha. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi vào đây cho mình là một mũi kép ha. Sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha các bạn. Rồi các bạn đi chung chân hai mũi kép nữa ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi qua cái chân tiếp theo ha. Các bạn đi cho mình hai mũi kép luôn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi vào chân tiếp theo. Đây hai mũi kép ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép ha. Rồi cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đây một chân như vậy các bạn sẽ đi hai mũi kép nè. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha, tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép vô chung chân ha. Đây một chân thì các bạn sẽ đi hai mũi kép. Sau đó các bạn qua hai bính. Rồi các bạn lại đi hai mũi kép vào chung chân nữa ha. Chân tiếp theo các bạn cũng đi hai mũi kép. Sau đó các bạn sẽ qua hai bính. Tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép nữa. Rồi các bạn đi hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn cũng sẽ đi mũi trượt ha các bạn. Đây các bạn đi ngay vô cái ở giữa này ha, đây cái mũi ở giữa này. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ lên ba bính ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng đi vô cái chân này cho mình là một mũi kép nè. Sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Rồi các bạn đi chung như vậy hai mũi kép này ha, chung chân nha các bạn. Và sau đó ha, các bạn qua cái chân tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi kép. Sau đó các bạn qua hai bính. Rồi các bạn lại đi hai mũi kép nữa ha. Rồi qua cái chân tiếp theo ha, các bạn cũng đi hai mũi kép ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình hai bính ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép vào chung chân ha các bạn. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình hai mũi kép ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép vào chung chân ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục như vậy làm hết hàng giùm mình ha. Và các bạn sẽ đi thêm cho mình là thêm hai hàng như vậy đó nha các bạn. À, thêm hai hàng nữa là tổng cộng là cái này là bốn hàng nha. À, hiện tại mình đang đi được hai hàng đây nha các bạn. À, các bạn sẽ đi thêm cho mình hai hàng nữa ha. Rồi sau khi mình đã móc xong bốn hàng ha các bạn, 1 2 3 4, bốn cái hàng này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chia ra ha để mình móc cái đuôi cá ở phía xoáy của con búp bê này ha các bạn. Đây ở phía trước của mình là sẽ được năm cái hoa văn này các bạn. Đây mình sẽ bắt đầu móc từ cái mũi này ha. Đây ha các bạn, mình sẽ đánh dấu vào nha. Đuôi cá ha các bạn. Nè. Rồi các bạn sẽ bắt mũi ở đây ha và mình bắt đầu móc vô ha các bạn. Nè. Đây ha. Rồi sau đó các bạn sẽ nối chỉ vào nha. Rồi các bạn sau đó các bạn sẽ lên cho mình ba bính ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi qua cái mũi ở bên cạnh này các bạn. Đây ở chỗ cái mình đánh dấu này ha. Đây. Đây mình sẽ đi qua cái mũi bên cạnh này ha. Rồi các bạn cũng sẽ đi cho mình là hai mũi kép vô chung một chân ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép vô chung chân nữa nha các bạn. Rồi, từ cái mí này ha, các bạn sẽ móc vòng qua phía sau và qua tới cái mí đánh dấu bên này nha các bạn. Rồi, mình tiếp tục mình móc ha. Rồi, các bạn sẽ đi qua cái chân tiếp theo ha, các bạn sẽ đi vô đây hai mũi kép ha. Sau đó các bạn qua hai bính và tiếp tục các bạn đi hai mũi kép vô chung chân ha.
Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc qua tới cái mí đánh dấu bên chỉ bên kia nha các bạn. Rồi các bạn cứ đi hết vòng qua cái mí bên kia giùm mình ha. Rồi sau khi các bạn đã móc xong tới cái mũi cuối cùng ha, đây cái mũi cuối cùng gần cái chỗ mình đánh dấu này các bạn ha, sau đó các bạn sẽ đi ba bính ha và các bạn đính xuống đây ha, đây đính vào cái bông bên cạnh này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính ha, các bạn quay sản phẩm lại ha, rồi các bạn sẽ đi vào đây ha, hai mũi đơn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi trên này ha, hai mũi đơn nữa. Sau đó ha, tới mí bên này ha, đánh ha các bạn. Đây 1 2 3. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi vào cái chân tiếp theo ha. Đây, cái chân này nha các bạn. Đây. Rồi các bạn sẽ đi vào đây hai mũi kép ha. Sau đó các bạn qua hai bính và các bạn đi hai mũi kép tiếp ha. Rồi tiếp tục các bạn đi vào cái chân tiếp theo ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Các bạn sẽ đi tới cái mí đánh dấu qua mé bên kia ha các bạn. Đây ha các bạn. Các bạn sẽ đi qua tới mí bên này ha. Rồi sau khi các bạn đã móc tới cái điểm đánh dấu này ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi ba bính ha. Và các bạn sẽ đính xuống đây ha. Rồi sau đó mình sẽ lên một bính ha, mình quay sản phẩm lại ha. Đây các bạn sẽ đi cho mình là ba mũi đơn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi hai chân này hai mũi đơn ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây ha, hai mũi đơn nữa. Rồi sau đó các bạn sẽ lên ba bính ha. Rồi các bạn sẽ đi vào đây ha. Các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi kép ha. Sau đó các bạn sẽ qua hai bính và tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép vô chung chân này ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi hết vòng nữa nha các bạn. Rồi các bạn cứ lần lượt móc từ mé bên này xoay vòng qua tới cái mí bên này ha các bạn. Đây. Đây, mình tới ngay chỗ cái điểm nối của mình nè. Rồi tiếp tục tới cái mí chỗ này ha các bạn, thì các bạn cũng bắt xuống 3 mũi ha và các bạn kế xuống đây ha. Sau đó các bạn sẽ lên một bính ha, các bạn quay sản phẩm lại, các bạn sẽ đi vào đây 3 mũi đơn ha. Tiếp tục là 2 mũi đơn ha. Rồi tiếp tục là 1 mũi đơn ha. Rồi sau đó mình sẽ lên 3 bính ha. Rồi các bạn sẽ bắt mũi ở đây và các bạn sẽ tiếp tục đi ha. Các bạn đi các bạn sẽ đi cho tới khi nào mà cái số mũi đây các bạn ở mé sau này nè, cái số mũi mà ở mé sau này nó còn lại có 4 cái hoa văn ha, là mình sẽ ngưng lại ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã móc xong còn 4 cái hoa văn như vậy ha các bạn. Đây, ha, còn 4 cái hoa văn như vậy ha, mình sẽ ngưng lại ha và mình sẽ cắt chỉ và dấu mối ha. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái chỉ khác mình làm cái viền cho cái áo đầm này ha các bạn. Đây các bạn cắt chỉ và các bạn dấu mối ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cọng chỉ làm viền ha, nối vào cái khúc đầu ở đây ha các bạn. Đây cái khúc mà hồi nãy mình lên ba bính này để mình đi tiếp này ha. Đây mình sẽ nối vào đây.
Các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ở đây ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây cho mình là 7 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó mình sẽ kết ở đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn cũng đi ở đây ha các bạn đây. Rồi các bạn cũng đi vào đây là 7 mũi kép luôn ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ kết ở đây ha. Rồi cứ tiếp tục như vậy, các bạn cứ làm tới hoài ha. Các bạn sẽ đi một vòng quanh cái đầm này luôn ha các bạn. Đây ha. Đó, các bạn sẽ làm một cái đường viền ha, vòng quanh cái áo đầm luôn nha các bạn ha. Rồi mình tiếp tục mình đi vào đây ha, 7 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ đính vào đây ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây ha. 7 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Đây các bạn sẽ đến bên này ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ kết vào đây ha. Rồi sau khi mình đi ở dưới, phần ở dưới xong ha, mình sẽ đi lên trên này ha các bạn. Các bạn sẽ bắt mũi vào, bắt chỉ vào và các bạn sẽ đi cho mình một hàng mũi đơn ha. Rồi các bạn cứ đi cho mình một hàng mũi đơn ha các bạn. Các bạn cứ đi hết hàng giùm mình ha. Rồi sau khi các bạn đã móc xong ha thì các bạn sẽ phân nó ra làm 3 phần như vậy ha các bạn. Đây, hai bên cái phần này sẽ là nách ha. Còn ở đây là cái phần ở chính giữa là chỗ ngực ha. Đây hai cái phần này nách ha. Rồi sau đó mình sẽ móc. Đây mình sẽ lên một bính và mình sẽ móc một hàng mũi đơn từ cái đánh dấu bên này qua tới cái đánh dấu bên này ha các bạn. Mình sẽ lên một bính ha. Rồi các bạn sẽ đi cho mình là một hàng mũi đơn từ đánh dấu bên này qua tới đánh dấu bên này ha các bạn.
Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình là 16 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đây ha các bạn, 16 bính ha. Sau đó mình quay ra ở phía sau ha. Các bạn sẽ đi một cái hàng mũi tên từ cái mí đánh dấu bên này qua tới cái mí đánh dấu bên này ha các bạn. Sau khi các bạn đi tới cái mí đánh dấu này ha, các bạn cũng sẽ đi cho mình 16 mũi bính như vậy ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi sau đó các bạn sẽ đính về qua phía bên này ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cắt chỉ ha. Rồi mình sẽ dùng cái màu chỉ màu tím ha, mình sẽ đi viền ha các bạn. Rồi các bạn sẽ rút hai cái cọng chỉ đánh dấu này ra luôn ha. Các bạn sẽ nối chỉ vào đây ha các bạn. Đây các bạn sẽ nối chỉ vào. Rồi sau đó ha các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha, 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi kép vào chung chân ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình hai bính ha. Các bạn cắt một chân ha, các bạn sẽ đi tiếp ha. Để đi tiếp cho mình là hai mũi kép vô chung một chân nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ qua hai bính ha. Rồi cắt một chân các bạn sẽ đi vào đây hai mũi kép vào chung một chân ha. Rồi sau đó qua hai bính ha. Cắt một chân ha, các bạn sẽ đi vào đây hai mũi kép. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt một bính ha, cắt hai bính ha, sau đó các bạn sẽ cắt một chân ha. Rồi các bạn đi vào đây hai mũi kép. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết vòng giùm mình ha, các bạn sẽ đi trên cái cọng dây này luôn nha các bạn. Đây các bạn sẽ đi nguyên qua cái vòng qua dây này ha. Rồi bên này cũng vòng qua dây đi tới đây luôn ha. Đây các bạn qua hai bính. Rồi cắt một chân ha, các bạn sẽ đi là hai mũi kép vô chung một chân ha. Sau đó sẽ qua hai bính ha, cắt một chân ha, các bạn sẽ đi là hai mũi kép vào chung một chân. Rồi qua hai bính ha, cắt một chân các bạn sẽ đi hai mũi kép vào chung một chân. Rồi các bạn qua hai bính ha, cắt một chân ha. Đây các bạn đi lên đây luôn ha, đi lên cái cọng dây này ha. Rồi các bạn sẽ đi là hai mũi kép vô chung một chân nha. Sau đó các bạn qua hai bính ha. Cũng cắt một chân luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng đi hai mũi kép vào chung một chân. Rồi cứ như vậy thì các bạn đi hết vòng giùm mình ha. Rồi sau khi đã móc xong cái hàng này ha các bạn. Đây các bạn sẽ đi mũi trượt ha. Đây qua ở ngay giữa cái này ha các bạn. Đây qua giữa hai mũi này ha, sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính ha. Các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn ở đây ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi vào đây ha. Đây các bạn sẽ đi vào đây cho mình là 7 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ đính nó xuống đây ha.
Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi vào chân này ha. Và các bạn sẽ đi cho mình là 7 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ đến xuống đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi bên này 7 mũi kép giống vậy ha. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó các bạn sẽ đến xuống đây ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình ha các bạn. Và sau khi các bạn đã móc xong cái hàng này ha các bạn, thì các bạn kết vòng lại giùm mình ha. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 4 bính ha. 1, 2, 3, 4. Rồi cách một bính ha, cách một chân ha các bạn. Các bạn sẽ đứng xuống ha. Rồi, 1, 2, 3, 4. Cách một chân ha, các bạn sẽ đứng xuống ha. 1, 2, 3, 4. Rồi cách một chân ha, các bạn sẽ đứng xuống ha. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn cách một chân ha, các bạn đứng xuống. Tiếp tục các bạn lên 4 bính ha. Rồi các bạn cách một chân, các bạn đứng xuống ha. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó các bạn cách một chân, các bạn đứng xuống. Các bạn lên 4 bính nữa. Sau đó cách một chân ha, các bạn đứng xuống. 1, 2, 3, 4. Sau đó cách một chân ha, các bạn đứng xuống. Rồi các bạn cứ như vậy, các bạn đi hết vòng giùm mình ha. 2, 3, 4. Chân các bạn đứng xuống. Rồi cứ như vậy các bạn đi hết vòng giùm mình ha các bạn. Rồi tới cái khúc cuối ha, các bạn sẽ lên cho mình hai bính ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ ha. Đây các bạn sẽ đâm vào cái mũi đầu tiên này ha. Đây mình sẽ lên đây một mũi kép nè. Mình ngoắc qua ha. Như vậy thì cái điểm giữa nó sẽ nằm ở ngay chính giữa này các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ đi một hàng nữa ha, các bạn sẽ lên cho mình 4 bính ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đính vào cái mũi bên cạnh này ha. Rồi các bạn cứ lên 4 bính ha và đính tiếp tục vào cái đây, vào cái điểm tiếp theo ha. Rồi các bạn cứ lên 4 bính và đính vào cái mũi tiếp theo ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha các bạn. Sau khi các bạn đã đi hàng này xong thì các bạn cắt chỉ và các bạn giấu mối giùm mình ha. Rồi sau đó các bạn sẽ gắn chỉ vào ha các bạn. Đây các bạn gắn ở ngay chỗ cái nắp này ha. Đây các bạn sẽ gắn chỉ vào đây. Và các bạn sẽ móc một cái dây áo cho con bướm đê ha. Các bạn cứ đi mũi bính tay ha. Đây, các bạn sẽ móc một sợi dây dài từ đây qua méo bên này ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết qua đằng sau ha. Rồi sau đó thì các bạn cũng cắt chỉ và các bạn giấu mối ha. Rồi tương tự như mé bên kia thì các bạn cũng sẽ làm một cọng dây cho cái váy đầm của con búp bê luôn ha. Thì các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc một chiếc áo đầm mà đuôi tôm cho con búp bê này rồi ha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thích hãy chia sẻ video giùm mình ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video.